Vâng, Mr. Lamedo xin mến chào toàn thể anh em ha. Thì nhân dịp đầu năm mới chúc anh em luôn sức khỏe dồi dào ha. Thì đầu năm thì em khui một bộ vàng siêu whip, mini siêu whip cho anh em luôn. Đó là dòng Panasonic BMX 90 ha. Thì tình trạng của bộ này là hàng mới nguyên thùng luôn, còn mới nguyên thùng chưa có xài nha anh em. Thì đây là hàng mình chỉ trưng bày siêu thị thôi, chưa qua tay sử dụng nha. Đó, hàng trưng bày về thôi, rất là đẹp. Đó, nói chung là hàng chuẩn full thùng nên anh em khỏi lo về ngoại hình ha, chất lượng ha. Rất là đẹp luôn, hàng chưa xài mà. Thì con này là dòng đời cực kỳ cao, sản xuất năm 2020 luôn anh em. Thì đây là dòng GVR, đấy, hàng gia băng nồi, sản xuất tại Nhật luôn anh em, không có qua nước khác ha, sản xuất tại nước nhà luôn. GVR là dòng chỉ dành riêng cho thị trường trong nước ha, sản xuất tại Nhật Bản thôi. Đó, cực kỳ chất luôn. Nói chung là hàng mới còn đẹp thì anh em khỏi lo. Đó, nói chung là anh em ok là mình chơi thôi. Đó. Hàng còn mới mà nên chất lượng cũng như ngoại hình thì đã khẳng định trên cái hàng mới rồi nên anh em khỏi lo về chất lượng ngoại hình ha. Đó thì phụ kiện nó đầy đủ trong thùng ra. Đây là cái remote chưa có bỏ pin xài luôn anh em. Đây, remote khiển chưa bỏ pin chưa xài luôn. Đây, catalog anten của nó và antenna MFM, dây nguồn và dây lo zin hết của nó đây ha, còn bịch của trong thùng luôn. Đó, bịch có mã số hết ha. Cực kỳ chất luôn anh em. Một con hàng tuyệt vời luôn, bộ này về là cực kỳ đẹp, đời cao nữa anh em. Dòng cao BMX 90S. Đấy, BMX 90 dòng S nha anh em nha. Thì cái dòng này thì nó xài, nó chơi nhạc qua Bluetooth ha. Chơi qua ngõ USB CD và ở phía sau nó có đường cổng quang optical in thì mình chơi giải mã qua đó và mình chơi giải mã qua được cái đường show card của máy tính PC luôn anh em. Đó, nó có cái ngõ PC cho anh em kết nối show card của máy tính ha. Đó, và kết nối qua từ mắt TV đời mới xuống ngõ optical in ha, mình chơi nhạc giải mã của optical chuẩn 24 bit luôn nha anh em. Con này 24 bit ha. Đó, USB, CD, optical, nói chung là những cái kết nối hiện đại nhất thì nó có đều tích hợp trên dòng 90 này ha. Đó. Con này rất chất âm rất là tuyệt vời luôn anh em, bass chép chỉnh rồi trên remote có chỉnh EQ nữa ha. Đó. Cực kỳ chất luôn. Nói chung là dòng này dòng mini size lớn nha. Thì anh em nghe chất âm mà mình có thể rất là ngạc nhiên, nó luôn đánh cực kỳ chất luôn. Đó. Mini nhưng mà đánh như một dạng lớn luôn anh em, bass chép đánh cực khủng luôn. Con này phải nói là rất đáng tiền để chơi anh em. Chất âm rất là hay. Bass uy lực ha. Đặc biệt con này anh em mở maximum không bao giờ bể tiếng nha anh em, không bể tiếng không rè ha. Chất âm nó vẫn giữ vậy, rất là hay luôn. Thì ngoại hình để anh em khỏi lo cũng như chất lượng ha, vì hàng còn mới. Bây giờ anh sẽ test đoạn nhạc cho anh em nghe tham khảo thôi. Ở ngoài đánh thì khỏi chê luôn anh em, mình trên này mình tham khảo thôi. Đó, thì giá cho một bộ full thùng đẹp mới chưa qua sử dụng thì em bán với giá là 9 triệu nha anh em. Đó, bộ này với giá là 9 triệu là giá yêu thương, giá cực kỳ ổn định ha. Dòng này ở thị trường bán là không có rẻ nha anh em. Đó. Đó, em bán với giá 9 triệu ha. Thì con này thì nhiều anh em bán là giá nó cao hơn em nhiều ha. Em là hàng full thùng em bán với giá 9 triệu thôi. Đó, con này anh em có thể tham khảo là từ dòng 10 triệu trở lên. Đó. Thì hàng về thì nó được giá tốt thì em bán giá tốt ha. Giá của nó là 9 triệu cho bộ này. Đó, giờ anh em sẽ nghe thử một đoạn em test tham khảo ha. Nghe nhạc cho nó sôi động để mình biết được cái bass chép của nó ha. Mở qua Bluetooth cho anh em nghe nha. Rồi, em nghe thử ha.
âm cực đỉnh luôn. Con này phải nói là rất là hay. Đó, rất đáng để chơi trong tầm giá 9 triệu nha anh em. Đó, một con mini là mini whip nha. Chất âm tuyệt vời. Giá bộ dàn 9 triệu full thùng chưa qua sử dụng, hàng trưng bày nha. Đó, tuyệt vời đẹp. Thì em bán là em ship toàn quốc, em chỉ nhận chuyển khoản đủ và ship đúng hàng, đúng chất lượng, đúng số series máy cho anh em ha. Em chỉ nhận chuyển khoản đủ và ship thôi, em không có ship COD giờ này nha anh em. Đó. Đó thì đúng hàng, đúng chất lượng cho anh em chuyển khoản xong cho địa chỉ em gửi hàng thôi. Đúng hàng, đúng chất lượng, đúng hình chụp cho anh em xem ha. Đó, anh em có nhu cầu thì gọi trực tiếp cho em một kết bạn qua Zalo. Đăng ký kênh của em, mình có thể xem nhiều sản phẩm hàng đẹp khác về từ Nhật ha. Đó. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha.